Vâng, hello, xin chào các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu cho các bác một em cọc cái đuôi thỏ ngắn này. Đấy, em này cái tơ 8 tháng tuổi các bác nhé. Đấy, cọc cái tơ. Đấy, tai căng đét này. Bạn này mũi đen nâu hồng. Mũi đen nha các bác nhé, chứ không phải dòng mũi nâu mà nó là mũi đen nâu hồng. Là nó có mũi, nó cũng có phần đen và có phần nâu. Đấy, thường thường nó trắng như vậy các bác ạ. Em này là cọc trắng tinh nhé các bác nhé. Đấy, em này 8 tháng tuổi. Đấy, chân này đang tuổi lớn đấy các bác ạ. Răng đời, răng gọi là trắng, đã thay răng xong rồi các bác nhé. Đấy, mà em cọc tai lên tự nhiên này, cọc rất đẹp, cọc thỏ ngắn, trạng tầm khoảng 14-15 cân rồi các bác nhé. Đấy, 8 tháng tuổi, đuôi thỏ ngắn cực đẹp luôn cho các bác. Đó, mặt hộp, đuôi thỏ tai nhọn hoắt luôn các bác ạ. Đấy, chân tay cơ bắp luôn các bác nhé. Đấy, rất xinh luôn, chân đi nước kiệu này. Đấy, rất là nhanh luôn, rất nhanh nhẹn nhé. Phun luôn, quá ok. Đấy, yeah, cái đuôi có cái đuôi thỏ ngắn này, đuôi móc câu đằng sau. Đấy, phải nói là dáng rất là đẹp luôn. Đấy, đuôi lông lá cực chất. Đấy, cọc này, bàn chân trụ rất đẹp luôn. Đẹp không phải nghĩ luôn các bác ạ. Tài dựng căng đét mõm hộp. Đấy, cái mõm hộp là quá đẹp luôn rồi. Cái tơ mới lớn. À, ok nhá. Các bác thấy cái đẹp này thì đừng quên nhấn like và share, chia sẻ video này cho mọi người cùng yêu cún cọc dòng Hummer cọc trắng các bác nhá. Vâng, bác nào mới xem có thể ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video mới nhất các bác nhé. Vâng, video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, bye bye các bác nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.